Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đến dự có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Đỗ Tiến sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng nhiều tướng lĩnh sĩ quan quân đội và công an, lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành, trung ương là người con của quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Đặng Văn Cảo, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Nguyên Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Trước buổi gặp mặt, các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính của những người con Hưng Yên, quê ngoại của Bác và cũng là nơi từng vinh dự được người về thăm 10 lần. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi. Đến nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội có khoảng 1.800 hội viên. Các hội viên bày tỏ niềm vui tự hào khi nhận thấy quê hương Hưng Yên ngày càng đổi mới, giàu đẹp. Bây giờ nhìn lại trong cái quá trình phát triển của Hưng Yên nói chung, thì tôi thấy rất là tự hào. Quê hương ta thay đổi rất là nhiều. Đường xá mở rộng gấp rất nhiều lần so với những ngày xưa. Chúng tôi là những người con rất là tự hào. Còn cùng với niềm vui của tỉnh nhà thì chúng tôi luôn luôn hướng về quê nhà bằng hiệu quả thiết thực. Thí dụ như là công tác an sinh, hoặc là tình nghĩa hàng năm Tết nhất hoặc là 27 tháng 7. Còn những khi mà có tổ chức quê hương, hô hào có việc gì lớn ấy, cần thiết thì chúng tôi lại ủng hộ quê nhà. Và hàng năm họp thì công chí lãnh đạo chủ chốt quê nhà cũng nên dự, động viên chúng tôi, đó là đấy là sự động viên rất lớn của chúng tôi trên này. Những năm qua, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội luôn ý thức phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, lao động, góp công sức xây dựng đất nước, thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh những hoạt động thăm hỏi động viên trong cuộc sống, Ban Liên lạc đã tập hợp được nhiều doanh nhân, nhà khoa học, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ thành đạt tâm huyết, đóng góp công sức, kinh phí, tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về quê nhà như nhân đạo từ thiện, khuyến học khuyến tài, sáng tác các tác phẩm thơ nhạc ca ngợi tỉnh Hưng Yên. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã tặng lá hoa chúc mừng những kết quả đạt được của Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội. Đồng chí thông tin tới các hội viên những kết quả nổi bật mang tính đột phá về kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2023, Hưng Yên là một trong 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, đạt 10,05%. Thu ngân sách gần 33.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 29.000 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 19 đề ra. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ với nhiều đại dự án đang gấp rút triển khai trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế và thu hút đầu tư, tỉnh Hưng Yên cũng đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, ban hành nhiều cơ chế chính sách vượt trội so với mức quy định của nhà nước để hỗ trợ các đối tượng người nghèo, người yếu thế, người cao tuổi. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm, việc làm tốt đẹp của các hội viên hướng về quê hương. Tỉnh đạt được rất nhiều những kết quả, thành tựu đáng phấn khởi trong thời gian qua như đã nêu. Có sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của những người con Hưng Yên xa quê, đặc biệt là đồng chí Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí đang làm việc, công tác tại Hà Nội. Hưng Yên thì vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Thời gian tới tôi rất mong mỏi các đồng chí dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì vẫn tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh nhà để phát triển nhanh hơn, ngày càng hưng thịnh và yên bình hơn theo các mục tiêu mà tỉnh đã xác định. Bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu vượt bậc của tỉnh Hưng Yên năm 2023, với tình cảm trách nhiệm sâu sắc với quê hương, Ủy viên Bộ Chính trị Đại tướng Tô Lâm mong muốn Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội, đặc biệt là Hội Doanh nghiệp Đồng Hương Hưng Yên tiếp tục quan tâm đầu tư hướng về quê hương phát triển sản xuất. Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề để Hưng Yên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhiều cái thông tin hôm nay rất mừng. Đấy, tỉnh giàu như vậy rồi, lại giải quyết tốt cái chính sách về an sinh xã hội. Đấy, làm sao đối với những lão thành cách mạng, với những người già, với những người có khó khăn, tỉnh đều có những cái chính sách để làm sao phấn đấu Hưng Yên là tỉnh đầu tiên mà không còn người nghèo.
Chúng tôi cho rằng cái đó hoàn toàn có thể làm được. Cái quy hoạch rồi tất cả các thứ các đồng chí phát triển tôi cho là rất tốt, đường xá, đấy, lợi thế, môi trường, thời tiết rất tốt. Các tỉnh khác lo lắm, Hưng Yên không phải lo những cái việc đó. Không lụt lội, không hạn hán. Đấy, dòng sông Bắc Hưng Hải của chúng ta xin báo cáo với đồng chí là mùng 1 tháng 3 vừa qua đây, Bộ Nông nghiệp đã hoàn thành cái nhà máy bơm. Bơm nước từ sông Hồng lấy vào Bắc Hưng Hải qua cống Xuân Quan. Đấy, bây giờ còn thiếu hai cái nhà máy nữa, một là nhà máy xử lý nước thải sạch và nhà máy bơm lại bơm nước ở cuối nguồn ở Hải Dương bơm trả lại do sông Hồng. Đấy, để cho cái dòng Bắc Hưng Hải nó chảy liên tục. Đấy, nó sạch rồi nhân dân sẽ cùng đóng góp vào cái việc đó. Đấy, qua nhiều nỗ lực thì mùng 1 tháng 3 năm 2024 này nhà máy đã hoàn thành và đã đóng điện để bơm nước. Chúng ta sẽ hy vọng có một cái Bắc Hưng Hải, công trình Bắc Hồ đấy, đã dày công tạo cho cái phát triển nông nghiệp. Chúng tôi cũng có bàn với tỉnh, chúng ta sẽ xây dựng một cái quảng trường Bắc Hưng Hải và có một cái vị trí để đặt một cái tượng Bắc Hồ đối với Hưng Yên đấy, mà lấy cái chủ đề về Bắc Hưng Hải đấy, là cái nơi Bắc Hồ đã gắn bó nhiều năm đấy, cũng là để các đồng chí tham gia ý kiến rồi cũng đóng góp cùng với tỉnh nữa hoàn thành cái công trình ý sớm. Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội đã tổ chức chúc mừng các đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên, các hội viên được thăng quân hàm, các hội viên được phân công chức vụ mới và mừng thọ các hội viên cao tuổi.